Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng Nga và Tướng Ta. Cho đến giờ này, số lượng tướng lãnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang bị xem xét kỷ luật vì dính líu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tới tham nhũng, tức là ăn cắp công quỹ của người dân. Có lẽ khó có thể dùng hai bàn tay để đếm được bởi vì nó quá nhiều. Hình ảnh thiếu thốn, bệ rạc, thiếu chuyên nghiệp của lính Nga trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với hình ảnh tham nhũng đặc trưng hơn là tinh thần bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nhà báo Trần Văn đã có bài phân tích thực trạng này với tựa đề Tướng Nga và Tướng Ta. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã sắp tròn 2 tuần. Nga là một quốc gia có quân đội vốn được xếp vào hàng loại hùng mạnh thứ hai trên thế giới, vượt xa quân đội Ukraine cả về quân số lẫn số lượng, cũng như sự đa dạng của các loại phương tiện quân sự, vẫn đang loay hoay tìm cách chiến thắng và có tính quyết định trên chiến trường và bình diện ngoại giao. Nhưng dường như việc này ngày một mệt mỏi, hao tốn vật lực, binh lính. Đây là hình ảnh Bộ Quốc phòng của Nga. Thông tin về hình ảnh một quân đội Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay làm cả thế giới ngỡ ngàng. Trang bị cá nhân của binh sĩ Nga không chỉ đơn sơ đến mức tội nghiệp trong bối cảnh hiện đại hóa, đã trở thành xu thế chung của quân đội các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, phương tiện liên lạc là những bộ đàm lại do Trung Quốc sản xuất, vốn được bày bán rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Có nơi, phụ huynh còn mua các máy bộ đàm này cho trẻ con dùng để chơi. Mà còn ở đây, nước Nga bộc lộ sự tàn nhẫn với những người được ủy nhiệm xông pha trận mạc, bao gồm khẩu phần ăn là những hộp thực phẩm chuyên dùng cho quân nhân trên chiến trường đã hết hạn từ những năm 2015. Rồi vì thiếu thực phẩm, thiếu đạn, một số đơn vị của quân đội Nga đã buông súng đầu hàng quân đội Ukraine. Những đoàn quân xa, chiến xa, xe bọc thép, xe tăng không bị bể bánh về chất lượng vỏ, cũng không chịu được lực ma sát lớn khi di chuyển hay xa lầy vì thiếu xăng. Không thể hành tiến, cuối cùng một số rất lượng lớn đã bỏ lại dọc đường cho nông dân Ukraine dùng máy cày kéo đi nơi khác. Một số trở thành mục tiêu cho binh sĩ hay các phương tiện máy bay không người lái của Ukraine tiêu diệt. Người ta cũng không thể hiểu nổi tại sao những viên tướng Nga lại tệ hại đến như vậy trong việc soạn thảo và phê duyệt kế hoạch hành quân. Chẳng lẽ họ không biết tiếp liệu giữ vai trò thế nào trong một cuộc chiến dài ngày ở một môi trường rất lớn như Ukraine vậy hay sao? Đã từng có rất nhiều tố cáo về tham nhũng trong quân đội của Nga, những hợp đồng mua bán trang bị thiết bị quốc phòng nhằm giúp tướng lãnh và các nhà thầu kiếm tiền làm giàu, cũng như những ẩn họa khi nhiều sĩ quan Nga trở thành tướng chỉ nhờ cam kết trung thành với Putin, thành ra không biết đọc bản đồ quân sự. Đây là hình ảnh thiếu tướng Andrei của quân đội Nga được xác nhận đã tử vong bởi tay súng bắn tỉa Ukraine tại thành phố Hostom, phía bắc của thủ đô Kiev. Những tố cáo ấy từ giới đối lập ở Nga chưa bao giờ được điều tra và trả lời cho người dân nước Nga, bởi quân đội Nga là lực lượng bảo vệ quyền lực của Putin, là đối tượng bất khả xâm phạm. Những vấn đề liên quan đến quốc phòng luôn được dán nhãn rằng bí mật quốc gia. Điều này chẳng khác gì Việt Nam. Và thế là các tướng lĩnh, các sĩ quan mặc sức tham nhũng, lấy tiền đem về cất giấu. Giờ thì chính xung đột giữa Nga và Ukraine đã lộ trần, phơi bày tất cả những thứ trước đây giấu rất kỹ. Cuối tuần vừa qua, Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng loan báo Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y hai nhiệm kỳ liên tục 2015-2020 và 2020-2025 có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng và vi phạm pháp luật. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, trước mắt cần xem xét kỷ luật 3 viên tướng, gồm có 2 trung tướng là chính ủy và giám đốc, 1 thiếu tướng là phó giám đốc Học viện Quân y, 1 đại tá, 1 thượng tá vì đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là hình ảnh thượng tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược,
của Học viện Quân sự vừa bị bắt về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y cũng bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á. Cũng cần lưu ý rằng Học viện Quân y là một đơn vị trực thuộc của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nếu lãnh đạo Bộ Quốc phòng không ưng thuận, các viên tướng lãnh đạo Học viện Quân y không thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến các uy tín của tổ chức đảng Học viện Quân y. Nhưng có lẽ cũng giống như các scandal liên quan đến nhiều viên tướng khác, sẽ không có bất kỳ viên tướng nào là lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam tự đứng ra nhận trách nhiệm, tự xử hoặc là bị đảng xử, xem xét kỷ luật, bị hệ thống công quyền truy cứu trách nhiệm liên đới với tư cách là người đứng đầu. Cho đến giờ, số lượng tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam bị xem xét quyền lật vì dính líu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với tham nhũng có lẽ đã khó dùng hai bàn tay để đếm. Dựa vào đặc quyền, đặc lợi để tham nhũng xảy ra ở tất cả các quân chủng bao gồm lục quân, không quân, hải quân và những lực lượng chuyên trách trong việc bảo vệ biên giới cả trên đất liền lẫn trên biển bao gồm cảnh sát biển, biên phòng. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Phong trào mà bây giờ có thể điều tra cấp nào, kể cả quân khu, quân đoàn, sư đoàn vân vân thì cũng đụng đến điển hình tai tiếng. Thậm chí tham nhũng cả khi quốc gia và dân tộc đang chiến đấu với thảm họa. Như trường hợp của Học viện Quân y đã câu kết với công ty Việt Á để kiếm trác cho đại dịch COVID-19 bùng phát. Khi tham nhũng trong quân đội không còn là hiện tượng cá biệt, mỗi lần xem xét không còn kỷ luật một vài cá nhân mà phải kỷ luật cả nhóm mang hàm tướng như đã biết và đang thấy, thì nguy cơ đối với quốc gia, dân tộc không còn là đơn thuần, chỉ là những thiệt hại do tham nhũng gây ra. Và ngay cả cái giá của quân đội Nga rộng hơn là dân tộc Nga đang phải trả cho việc câm nín khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, bao gồm những cá nhân mang hàm tướng mà thiếu cả kiến thức quân sự cần thiết lẫn sự tự trọng, ý thức về trách nhiệm, danh dự của một quân nhân, ví dụ như phong tướng chỉ nhằm giữ cho anh em khỏi tâm tư, khác gì chủ động trước lấy thảm họa theo cấp số nhân nếu không may xảy ra xung đột. Bên cạnh sự căm giận Putin nói riêng và chính quyền Nga nói chung đang tàn phá Ukraine, gieo rắc chết chóc, thương tật, ly tán, đủ loại tai họa khác lên đầu người dân Ukraine và trong đó có cả người dân Việt Nam đã phải chạy loạn khắp nơi, cháy hết tài sản. Sau khi xem thông tin, đặc biệt là hình ảnh video clip ghi lại hoạt động của những người lính Nga trên đất Ukraine, đây đó trên Internet, một số người quan tâm đến hoạt động quân sự quốc phòng của các quân đội trên thế giới bày tỏ sự ngậm ngùi cho thân phận của người lính Nga rằng chi tiêu cho quốc phòng của Nga tăng đều đặn hàng năm. Năm ngoái, Nga chi đến 70 tỷ đô la Mỹ, những khoản tiền khổng lồ ấy không dành cho việc chăm sóc, bảo vệ những người lính Nga khi họ phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Đây là hình ảnh khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Ukraine gia nhập binh đoàn quốc tế để chống quân Nga xâm lược. Ví dụ, trang bị cá nhân của quân nhân Nga thua xa quân nhân của nhiều quốc gia mà vị thế và sức mạnh quân sự kém hơn. Không có kính bảo vệ mắt, không có bọc bảo vệ khuỷu tay, bọc bảo vệ đầu gối, vân vân và thiếu thốn rất nhiều thứ. Chẳng riêng Nga, những trang bị cá nhân rất nhỏ nhưng thể hiện rất rõ nhận thức về vai trò chiến binh, ý thức bảo vệ chiến binh của Việt Nam cũng không hề khác gì quân đội của Nga. Không chỉ không được cung cấp những trang bị cá nhân rất nhỏ như vừa đề cập mà còn thiếu cả áo giáp. Và cứ so trang bị cá nhân của quân nhân Việt Nam với trang bị cá nhân của cảnh sát cơ động là lực lượng đảm trách vai trò trấn áp tại Việt Nam do ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đứng đầu, sẽ thấy anh em của các viên tướng Việt Nam nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa bao giờ là những người sẽ trực tiếp chiến đấu bảo vệ xứ sở khi cần. Kính mời các bạn xem bản tin con gái nuôi của Putin đã bỏ trốn. Các nhà báo, nghệ sĩ, thành viên của phe đối lập của Nga đang chạy trốn khỏi đất nước này. Con gái nuôi nổi tiếng Xenia Subsak 40 tuổi
của Vladimir Putin, 69 tuổi, cũng như vậy. Cô rời đất nước đến Israel, quê hương của cô thì ở San Petersburg và Moscow, tất cả đều thuộc Nga nhưng không còn đủ an toàn cho cô nữa. Cô ấy không chỉ là con gái nuôi của Putin, cô cũng rất nổi tiếng ở Moscow với vai trò là con gái của người đỡ đầu chính trị cho ông Vladimir Putin, đó chính là Anatoly Sokrak, cựu thị trưởng Petersburg. Trước thời của Sokrak, Putin đã tăng tiến rất nhanh chóng khi trở về từ Cộng hòa Dân chủ Đức đang sụp đổ vào đầu và giữa những năm 1990. Và thời điểm đó, Putin đã đặt nền móng cho sự cộng sinh giữa mafia và các cơ quan mật vụ, dựng lên tay trùm Siloki, người mà sau này nắm quyền ở nhà nước và chiếm giữ hàng tỷ đô la tài sản và tiền của nhân dân Nga. Xenia Sobchak, người vào thời điểm chuyên dẫn chương trình truyền hình và điều hành tạp chí Phong Cách Sống. Cô đã ra tranh cử giành phiếu với Putin trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018. Sau đó, cô liên tục chỉ trích và quay lưng với cha đỡ đầu. Tương tự như mẹ cô, người gần đây cũng chỉ trích Putin hết sức gay gắt. Và bây giờ, cô đã lên chuyến bay đến Israel trước khi luật mới được thực hiện tại Nga. Quy định mức phạt lên tới 15 năm tù đối với ai đưa cái gọi là tin giả về cái mà Putin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Còn cô, Sobchak, thì lại luôn gọi các hoạt động đó bằng đúng cái tên của chúng là hành động xâm lược Ukraine.